Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Hồ Sơ X và mình là Nguyễn Nguyễn. Ở trong video trước thì Nguyễn đã đọc cho các bạn nghe phần chương 4 trong phần 1 Vọng Nguyệt Thôn thuộc bộ truyện Câu Chuyện của Quỷ do Nguyễn Nguyễn là người sáng tác. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi đến chương cuối cùng của nó ha. Và có một thông báo cho các bạn là hiện tại tác giả Hoàng Easy và Phạm Hoa đã hoàn thành xong bộ truyện Tan Trùng Tan. Cho nên là sau khi kết thúc chương cuối cùng trong phần 1 Câu Chuyện của Quỷ này thì Nguyễn sẽ đọc xen kẽ hai bộ truyện luôn ha. Một là bộ Tan Trùng Tan, còn hai là phần 2 Trò Chơi Sinh Tồn trong bộ truyện Câu Chuyện của Quỷ. Và hy vọng là sẽ vẫn nhận được cái sự ủng hộ của tất cả mọi người. Và rồi, không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của chương cuối cùng ngày hôm nay được mang tên là Rời Khỏi Vọng Nguyệt Thôn. Sáu giờ sáng ngày 15 Tây tháng 9 năm 2000. Xác của y tá Vân được quấn bằng tấm gai trắng rồi đặt trên giường. Cô ta chết rồi. Cả bọn vẫn còn nhớ y nguyên cảnh tượng cô gái trẻ nằm sóng xoài dưới nền nhà. Miệng thì đầy máu, nhưng đôi mắt yếu ớt và cô ta nói rằng: Thái Hà, Thái Hà cướp đứa bé, đi rồi. Và rồi thân thể cô gái không còn cử động. Cô ta chết mà đôi mắt vẫn mở, vẫn nguyên cái sự kinh hãi tột độ. Chẳng ai biết cô ta thấy được điều gì. Thái Hà này chính là Hắc Nương đã giết chết Vân bằng cách nào mà lại đau đớn đến như vậy. Mưa mỗi ngày một lớn. Những cơn giận dữ đó như thả một khối nước khổng lồ nhấn chìm cả cái thôn này xuống tận đáy vực sâu. Bắt đầu có người hoảng loạn. Họ không kìm được cảm xúc khi thấy người trong đoàn chết trước mặt mình. Từ những giây phút đầu tiên đặt chân đến Thượng Hà thôn này, tất cả đều đã có một cảm giác không an toàn. Họ đã chứng kiến nhiều sự việc lạ lùng, cả những cái chết, nhưng lần này thần chết đã gọi tên họ thật rồi. Và người đầu tiên ra đi chính là y tá Vân. Không, không, tôi không thể chịu được nữa rồi. Tôi phải tìm cách ra khỏi đây ngay. Tôi phải đi, tôi phải thoát khỏi cái nơi ma quỷ này. Thằng Hiếu, em trai của Lý Hương, bắt đầu la hét. Và sau đó đến lượt y tá Hồng. Cô ta vốn là đứa con gái yếu đuối, con út trong một gia đình nông thôn miền Tây, với khát khao lên Sài Gòn đổi đời. Cho nên cô ta không muốn chết ở đây, không muốn bỏ mạng ở cái nơi xa xôi hẻo lánh khỉ ho cò gáy này. Cô không muốn chết một cách kinh hoàng như y tá Vân. Em muốn rời khỏi đây chị Tỳ Dương ơi. Chị dẫn em đi đi chị. Em sợ lắm. Em sợ chết lắm chị ơi. Tỳ Dương im lặng không nói gì, đưa cánh tay đỡ lấy Hồng đang quỳ sạp dưới chân mình. Xem ra lúc này người bình tĩnh nhất chỉ có cô, Bảo Lâm và bác sĩ Kiệt mà thôi. Giờ phải làm sao đây? Cô là bác sĩ chứ đâu phải cảnh sát hay là thầy bùa, mà sao dòng đời lại đưa cô vào cái thế khó khăn như vậy? Giờ phải làm sao đây? Cô tự đặt ra những câu hỏi nhưng không có câu trả lời nào thỏa đáng. Tất cả mọi chuyện giờ đã đi vào ngõ cụt. Địch trong tối, còn ta ngoài sáng. Huống hồ gì địch thủ lại chẳng phải con người thì biết phải đối phó như thế nào? Mưa suốt từ hôm qua tới giờ, trời thì tối mịt. Chẳng còn biết đâu là ngày, đâu là đêm. Trên núi cao đất mềm gặp mưa thì khác gì vũng sình lầy, mà kể cả có thông thoáng thì cũng chẳng thể nào mà ra được. Giờ đây, cái vong oán hận bị nhốt trong miếu thờ đã sổng ra ngoài, nhập vào xác cô gái Thái Hà mà tắc oai tắc quái. Hôm nọ Lý trưởng thôn có kể về một đạo sĩ núi rừng, những người đã phong ấn hồn ma Hắc Nương lại. Ông ta nói biết đâu rằng những người như vậy sẽ xuất hiện một lần nữa thì sao? Nhưng bản thân Tùy Dương lại có linh cảm rằng phép màu sẽ không xuất hiện thêm lần nào nữa. Bảo Lâm giờ này đang ngồi trong phòng của Lý Hương. Cô vẫn chưa tỉnh lại. Anh nắm chặt tay vợ mình, gục đầu lên đó mà khóc. Miệng thì luôn nói: con ơi, bà xin lỗi con ơi.
Thùy Dương hiểu tâm lý của anh như thế nào. Chắc hẳn Bảo Lâm đang phải chịu một cú sốc cực kỳ đau đớn khi đứa con vừa sinh ra đã bị cướp mất. Vô vàn những cảnh tượng kinh hoàng, những kịch bản đau lòng có thể diễn ra cho Hải Nhi đó. Có thể Hắc Nương đã cướp hồn nó, hay có thể cắt cổ nó như đã làm với Tôn Dân và với đứa con đầu lòng của ả. Hoặc đơn giản hơn là vứt bỏ nó xuống dòng sông để nước cuốn trôi đi mất. Bà ta chắc là căm hận trẻ con lắm. Người đàn bà đó được gọi là Hắc Nương cơ mà. Con bà ta mà bà ta còn dám giết. Có thể cơn ác mộng Nguyệt Nương có thai với chồng bà ta đã ám ảnh vào sâu trong từng ngóc ngách tâm trí. Nên hễ khi nhìn thấy đứa trẻ con nào là khiến cho Hắc Nương lại nhớ về nỗi đau cũ. Nhớ lại cái ngày mình phát hiện chị ruột đang mang cốt nhục của người chồng vẫn đầu óc tay gối hàng đêm. Nhưng mà trời ơi, con của anh, con của Bảo Lâm và Lý Hương, đứa trẻ đó còn đỏ hỏng và nó có tội tình gì cơ chứ? Sao trời đất nỡ lòng tàn nhẫn tới như vậy? Con ơi, bà xin lỗi con, bà xin lỗi. Thùy Dương bước đến đặt tay lên vai của Bảo Lâm vỗ nhẹ mấy cái như để trấn an tinh thần. Thì bỗng Lâm đứng dậy, đưa tay vuốt nước mắt, rồi nói. Giờ em tính sao? Sao là sao? Anh nói gì em không hiểu. Thùy Dương tưởng cú sốc vừa rồi đã làm cho Bảo Lâm phát điên. Nhưng anh nói. Em tính sao? Có cách nào để rời khỏi đây không? Anh ổn chứ? Ừ, anh ổn. Chuyện đã đành. Con ngồi khóc thương cũng không được gì. Con anh chết. Nên bây giờ nhất quyết anh phải đưa vợ anh rời khỏi đây. Em hiện tại là vẫn chưa nghĩ ra được gì hết á. Hay là tìm đến nhà thôn dân hỏi thử. Biết đâu á, họ có cách thì sao? Nhà ấy bây giờ, thôn này toàn những người điên khùng không à. Mấy ngày nay anh thấy họ có ra khỏi nhà không? Em nghĩ họ không có khả năng giúp được mình đâu. Bây giờ mình làm gì còn có sự lựa chọn nào khác? Thôi không nói nữa, em có đi không? Dường như sau cú sốc vừa rồi đã khiến Bảo Lâm trở nên một con người hoàn toàn khác, bất cần và quyết liệt hơn bao giờ hết. Có lẽ sự thôi thúc muốn đưa vợ ra khỏi cái nơi quái quỷ này đã tiếp thêm cho anh nguồn động lực chăng? Mà Bảo Lâm nói cũng đúng, giờ chẳng còn sự lựa chọn nào nữa rồi. Thế vì ngồi chờ cũng chết, nên thôi cứ đi đại, biết đâu. Nói rồi Thùy Dương và Bảo Lâm cầm hai cây đèn pin rời khỏi nhà, không quên căn dặn bác sĩ Kiệt trấn an tinh thần của mọi người. Cho tới giờ phút cuối, chỉ có cô và Bảo Lâm là biết được sự thật đằng sau của Thượng Hà Thôn. Nhất quyết không nói ra cho ai khác vì chỉ làm cho tình hình thêm tồi tệ. Bước đi trên con đường ven sông, mép sát bờ tường vì nước dâng cao lắm rồi, sơ sẩy té xuống là chết chắc. Họ đang đi về hướng nhà của Lý Trưởng Thôn. Từ cái tối hôm nọ khi mà ông ta đưa xác vào miếu thờ, chắc bây giờ phải trở về rồi. Thực ra cô cũng chẳng biết sẽ hỏi ông ta điều gì nữa, vì có bao nhiêu ông ta đều đã kể hết. Chẳng lẽ đến rồi trơ mắt nhìn nhau hay sao? Nhưng thôi, chẳng đi đến đó thì cũng không biết phải đi về đâu. Lần đầu tiên trong cuộc đời của Thùy Dương, cô phải trải qua cảm giác như thế này. Trước giờ cô vốn là người chủ động trong tất cả mọi việc, rất ghét phải ngồi chờ đợi một ai đó, ghét bị đưa vào thế bị động. Cô quan niệm cuộc đời là do mình làm chủ, mình sống hay mình chết, đa phần là do mình chứ chẳng có ai sắp đặt trước cả. Nhưng từ khi bước vào nơi này thì mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn. Một cảm giác mà bây giờ cô mới thừa nhận, hay nói đúng hơn là cô mới phát hiện ra, đó là cảm giác bi ai oán hận. Một cảm giác vô cùng tận khó tả làm cho những động lực sống trong người cô biến mất. Lần đầu tiên khi chuyến xe đêm đưa đoàn y tế đến Thượng Hà Thôn, vừa chạy vào cổng nam là trong lòng đột nhiên cảm thấy lạ lùng. Ban đầu cô nghĩ do cảnh vật nơi đây khác hẳn so với Sài Gòn phồn hoa náo nhiệt, nên mọi thứ có vẻ hơi trùng xuống. Nhưng không, nơi này có một cái gì đó, một thứ gì đó rất bi ai khốn cùng, cũng kèm theo sự oán than giận dữ. Cảnh vật này, con sông này, thành quách này,
mỗi cọng cỏ nhành cây hay những viên gạch trong thượng Hà Thôn dường như đều mang trong mình một câu chuyện rất buồn thì phải. Chúng nó cứ thế, cứ tỏa ra hương thơm quyến rũ ong bướm. Chúng len lỏi luồn lách vào tâm trí, trong cảm xúc, trong con người cô, khiến cho Thùy Dương dường như không còn là chính mình nữa. Cô thật sự cảm thấy đau lòng mà không rõ lý do. Có phải là những cái chết mà chính mắt cô nhìn thấy, hay chính là do thôn làng im lặng này? Bản thân của nó là một thực thể sống độc lập. Nó có cảm xúc, có suy nghĩ. Nó như một con người đang mang trong mình nhiều ký ức kinh hoàng. Nó đang buồn mà. Cô thì lại đang ở trong lòng của nó. Đang trạo bước đi, thì bỗng bên tay trái cô có một căn nhà mở cửa. Thùy Dương nhìn từ phía xa, có một bà già tay cầm ngọn đèn bỗng đang đứng ở bậc tam cấp. Bà ta cứ đứng yên như thế, cả phần thân mình không chuyển động, chỉ có mỗi cái đầu lại cứ xoay chậm dần đều lăm lăm nhìn cô. Khi cả hai tiến đến gần chỗ ngôi nhà đó, thì bỗng bà ta phóng ra trước mắt, đưa thẳng ngọn đèn dầu vào mặt của Thùy Dương. Bây giờ cô mới nhìn rõ gương mặt đó, nó lở loét như bị ai cào cấu, với xước khắp nơi và đang rỉ máu tanh rình. Mày chết rồi. Bảo Lâm xô bà ta ra rồi nắm tay Thùy Dương bỏ chạy, bỏ lại phía sau tiếng cười khanh khách vang lên trong bóng tối mịt mù. Một lần nữa, Thùy Dương lại nghe câu nói đó: mày chết rồi. Sao người ta lại nói rằng cô đã chết rồi? Lần trước là gặp trong giấc mơ khi cô quay ngược về Vọng Nguyệt Thôn, nhưng lần này là ở thực tại cơ mà. Cô liệu có đang mơ? Cô đã chết rồi ư? Không, không đúng, cô vẫn đang sống cơ mà. Em ổn chứ? Em Thùy Dương lắp bắp, nhưng Bảo Lâm vịn vai cô mà nói: bà ta bị điên, em đừng có để ý. Đây, đến nhà ông Lý trưởng thôn rồi nè. Bảo Lâm gõ cửa vài ba tiếng lóc cóc, nhưng bên trong không có hồi âm. Lý trưởng thôn, ông có nhà không? Anh cất tiếng gọi, đồng thời đưa tay gõ lần nữa, thì tự dưng cánh cửa gỗ mở ra, hình như là không khóa, nên anh ra hiệu cho Thùy Dương bước vào bên trong. Có thể là họ đang ngủ đó. Cả hai bước vào ngôi nhà nhỏ một trệt một lầu được xây bằng đá và gỗ. Bên dưới không có ai, nhưng trên lầu thì có nhấp nháy ánh đèn dầu. Bước lại cái cầu thang gỗ ợp ẹp, cảm tưởng như sắp sập đến nơi. Từng bước nhẹ nhàng. Ánh đèn biên soi chiếu đủ để thấy đường dò dẫm. Không có ai trên này hết. Bảo Lâm tiến về phía ngọn đèn dầu đang cháy trên cái bàn nhỏ ở giữa phòng. Ông ta sống với đứa con trai đúng không? Hai cha con đó mất rồi. Bảo Lâm quan sát cái đèn và tiếp tục nói: dầu thì vẫn còn đầy, có lẽ là vừa được chăm đó, chứ cha con họ chắc là mới đi ra ngoài thôi. Ừ, vậy thì đành ngồi chờ lát. Vừa dứt lời thì Thùy Dương nghe có tiếng động trong cái tủ lớn phía sau lưng mình. Đưa đèn biên lên soi thì cái tủ đang bị đóng kín, nhưng tiếng động phát ra lớn lắm. Chậm chậm bước lại gần, Thùy Dương nói: Ai trong này vậy? Có ai trong này không? Một sự im lặng đến rợn người. Cô vung chân đá mấy cái thì cửa tủ hé mở. Một con chuột chù đang tha mảnh vải trắng lớn vụt ngay ra ngoài ban công. Thùy Dương hết hồn. Cô cứ tưởng sẽ có một câu chuyện kỳ lạ gì diễn ra như vừa nãy trong nhà tắm. Cô rõ ràng là đi cùng với y tá Hồng, nhưng rốt cuộc người thân cận đó lại chính là Hắc Nương. Nghĩ đến đây, bỗng dưng sống lưng Thùy Dương như có điện chạy qua. Người đổ đầy mồ hôi vì cô trộm nghĩ, liệu người đi cùng mình lúc này có thật sự là Bảo Lâm hay không? Sao nãy giờ anh ta im lặng đến như vậy? Thùy Dương giơ cao cây đèn pin, từ từ quay người lại về phía sau thì bất ngờ Bảo Lâm lên tiếng: em làm gì vậy? Chỉ là con chuột thôi mà. Không có gì đâu anh. Em tự dưng thấy bị choáng. Con chuột thôi.
Nó tha đồ trong cái tủ áo thôi chứ không có gì đâu. Vừa nói, Thùy Dương vừa giơ tay vung cái cửa tủ ra thì bất ngờ một cái xác đổ ập vào người cô. Thùy Dương té xuống đất, cô hoàn toàn bất ngờ và kinh hãi với những gì đang diễn ra. Cái xác đó chính là con của Lý Trưởng Thôn. Thùy Dương vẫn nhớ rõ gương mặt của anh ta, nhưng bây giờ trông nó hơi biến dạng. Cái miệng há hốc cùng với lớp da bó chặt và xương lộ hết hai cái gò má, và đôi mắt anh ta y hệt như y tá Vân. Nó mở trừng trừng không thể nhắm lại. Thùy Dương đau đớn dãy giụa, tay trái bóp chặt lấy cổ tay phải. Không phải vì cô đau vì va chạm vừa rồi, mà không hiểu sao tự dưng cái sẹo trên cổ tay lại nhức nhói tới như vậy. 28 năm qua từ nhỏ tới lớn, có bao giờ bị sao đau cơ chứ? Liên tục mấy ngày hôm nay, lâu lâu lại nhói lên một lần, và lúc này là đỉnh điểm. Cô đau quá, đau đến nhắm nghiền mắt lại. Nhưng ngay khi đôi mi đóng hoàn toàn, Thì Thùy Dương nhìn thấy Thái Hà. Thái Hà đang đứng bên trong hầm mộ, bên dưới cái miếu thờ, và kế cạnh là cái xác treo toàn tèn của Lý Trưởng Thôn. Thùy Dương, em làm sao vậy? Em sao vậy? Em không sao. Em không sao. Chỉ là... Bảo Lâm đỡ cô dậy rồi nhìn vào cái sẹo ngay trên cổ tay phải của Thùy Dương. Nó đang xẹp dần dần. Cái sẹo đau hả? Ừ, đau lắm. Nhưng em đỡ rồi. Em... Sao đó? Em muốn nói gì? Thùy Dương nắm lấy vai của Bảo Lâm thở hổn hển. Em biết Hắc Nương đang ở đâu rồi. Hai người họ rời khỏi ngôi nhà chết chủ. Thùy Dương kể về giấc mơ hôm qua. Cô thấy người đàn bà mặc đồ đỏ đứng ngay cái miệng giếng. Bà ta nói với cô rằng, dụ nó đến đây, đẩy nó xuống và lấp miệng giếng lại. Em đoán bà ta là Nguyệt Nương đó. Người đàn bà mặc đồ đỏ đó sao? Bà ta chính là Nguyệt Nương hả? Phải, chính là bà ta đó. Bà ta trong giấc mơ báo mộng cho em biết cách để nhốt Hắc Nương lại. Cái giếng đó theo lời của Lý Trưởng Thôn á, chính là nơi mang linh khí cho Vọng Nguyệt Thôn. Nhưng mà từ lúc xảy ra câu chuyện tình đó thì cái giếng bị ô uế. Em đoán là khi Nguyệt Nương trở lại, biết được câu chuyện Hắc Nương nguyền rủa dân làng, nguyền rủa cả mảnh đất thiên, cho nên mới xin để tạ lỗi. Nguyệt Nương sợ một ngày nào đó phong ấn trong miếu thờ sẽ bị phá bỏ nên mới làm như vậy đó. Vong hồn của bà ta đang ở dưới giếng chờ đợi Hắc Nương rơi xuống, rồi cả hai chị em bà ta sẽ chấm dứt cái thảm kịch này. Em chắc chứ? Nó cũng chỉ là giấc mơ thôi mà. Không đâu, em tin vào linh cảm của em, tin vào những điều em thấy. Nó không phải là mơ đâu. Em nghĩ Nguyệt Nương đang cố tình cho em thấy được điều gì đó. Anh nghĩ đi, nếu mà là mơ thì làm sao em lại mơ chính xác những sự kiện xảy ra cách đây 40 năm trước cơ chứ? Em biết trước cả khi Lý Trưởng Thôn kể cho em với Thái Hà cơ mà. Mà có thể là, có thể Hắc Nương đang mang con anh và Lý Hương xuống dưới mộ phần đó. Sao? Em nói sao? Bình thường á, bà ta ra tay rất là tàn độc, nhưng mà sao lần này lại bắt đứa bé đi thay vì giết nó chết như cách bà ta vẫn thường làm? Anh không biết. Em cũng không rõ nguyên do nữa, nhưng mà em cảm nhận được á, là đứa bé vẫn còn sống. Nó đang ở dưới đó đó. Nhưng mà có một điều anh chưa hiểu. Bà ta là hồn ma, mà hồn ma thì làm sao có thể bị nhốt dưới cái giếng cơ chứ? Chúng ta đâu phải thầy bùa, chỉ có thầy bùa mới phong ấn lại được thôi. Nếu như Hắc Nương nguyền rủa được bằng một cách nào đó thì Nguyệt Nương cũng có thể giam giữ cô ta lại. Anh quên rằng chính cái điện thờ đó là nơi rất linh thiêng đối với người dân của Vọng Nguyệt Thôn hay sao? Nó là cái đầu rồng, là trọng điểm của Long Mạch Tập Trung. Chưa kể cách người ta gọi Nguyệt là Nguyệt Nương cũng có thể cho thấy bà ta thực sự chính là phúc phần đặc biệt mà ông trời ban xuống rồi. Huống hồ gì á, Hắc Nương không hẳn là linh hồn. À ta nhập vào xác của Thái Hà rồi cơ mà. Và Thái Hà là người bình thường, nếu như bị ma nhập ít nhiều cô ta cũng sẽ bị tổn thương chứ đúng không? Nếu mà như vậy á, thì sao không đóng sập cái miếu thờ cho nhanh, mà phải tốn công dù ả lên cái giếng kia để làm gì? Thùy Dương giải thích. Anh không hiểu hả? Nếu đơn thuần nhốt ả ta vào trong miếu thờ thì ả ta sẽ xuất hồn ra và tiếp tục đi tìm một thể xác khác để nhập vào. Vấn đề ở đây là phải nhốt ả đúng cái chỗ mà linh hồn của ả sẽ không thể thoát ra ngoài được. Nếu mà như vậy,
thì đồng nghĩa với việc là Thái Hà sẽ chết theo Hắc Nương hay sao? Thùy Dương không đáp, nhưng hành động im lặng đó là một đáp án chắc chắn là Thái Hà sẽ chết theo Hắc Nương rồi. Mà nè, sao em lại rành mấy việc tâm linh này vậy? Trước giờ em có phải là người nghiên cứu mấy cái này đâu. Thái Hà nói cho em nghe đó. Thùy Dương nói rồi lấy ra trong áo một sợi dây chuyền mặt ngọc. Cô nói bằng cái giọng ngậm ngùi. Thái Hà đưa cái này cho em đeo vào lúc mọi chuyện mới bắt đầu diễn ra thôi. Ngay cái lúc mà vừa có người bị Hắc Nương hại đó. Cô ấy nói là gia đình mình mấy đời làm ăn kinh doanh phong thủy. Đây là một trong hai vật mà cổ luôn giữ bên mình, giống như là bùa bình an. Cổ đưa cho em một cái, rồi chính em là người đồng ý cho cô ấy lên xe lúc gặp nhau trong rừng đó. Cô ấy cũng hay kể cho em nghe về phong thủy, về cái này cái kia, cho nên em mới biết chứ. Thùy Dương nức nghẹn như sắp khóc. Bất giác cô nhớ tới Thái Hà, nhớ tới người luôn đồng hành với mình ở những lúc khó khăn. Người đó đang bị kẻ khác chiếm hộ lấy thân xác. Cô biết chứ, biết rõ ràng mọi câu chuyện. Nếu giam Hắc Nương dưới giếng đồng nghĩa với việc sẽ chôn luôn cả Thái Hà. Nhưng chuyện bây giờ không còn đường nào khác để thoái lui nữa rồi. Vận mạng của mấy người ở đây đang nằm trong tay của cô cả. Tương lai của cô cũng vậy, nên cô không được phép yếu lòng. Ánh đèn pha ngoài kia chiếu thẳng vào mặt cả hai. Có chiếc ô tô đang chạy thẳng vào trong này từ bên ngoài cửa nam. Ai đó? Là tôi. Tôi là người của bên sở đến viện trợ lương thực nè. Bảo Lâm và Thùy Dương nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng leo lên xe và chỉ hướng về phía ngôi biệt phủ. Mọi chuyện đang sao? Sao giờ này em mới đến? Trời ơi, bộ cô tưởng tôi muốn hả? Đang đi thì bất chợt mưa lên không được, đi lên không có được nè, đi xuống cũng không có xong. Đứng hơn cả ngày trời mà mưa vẫn chưa có tạnh á. Vất vả lắm mà tôi mới lái xe lên đây được chứ. Kiệt, Hiếu và y tá Hồng đang ở trong phòng khám nghe tiếng ô tô chạy vào sân thì mừng rỡ hét lớn. Họ cứ tưởng rằng mình được cứu rồi, cho tới khi nghe được câu. Ở ngoài kia bây giờ đó thành nguyên cái vũng lầy rồi, đi sao được mà đi. Niềm vui tắt trên gương mặt. Hiếu nói: Ông lên được thì ông phải xuống được chứ. Xuống bao giờ cũng dễ hơn lên mà. Cậu ra ngoài kia coi thử đi. Đường bây giờ như cái thác nước á, cậu dám chạy không? Mất mạng như chơi chứ ở đó. Không, tôi sẽ đi. Ông đưa chìa khóa đây, tôi tự xuống. Cái thằng điên này, mày đi trước á, rồi sao tao về? Biến ra chỗ khác đi. Nói rồi, ông nhân viên của sở y tế đẩy Hiếu ra, sau đó bước vào trong phòng. Bất giác nghe tiếng Lý Hương. Nói rồi, ông nhân viên của sở y tế đẩy Hiếu ra, sau đó bước vào trong phòng thì bất ngờ Lý Hương hét lên: Con tôi đâu mất rồi? Bảo Lâm nghe tiếng vợ thì vội chạy vào trong trấn an Lý Hương, nhưng cô ta dường như không nghe thấy. Anh ơi, con mình đâu rồi anh? Con mình đâu rồi? Con mình vẫn ổn em à. Em ngồi đây đợi anh. Anh đem con về. Cô ta lại tiếp tục la hét. Con em đâu? Con tôi đâu? Cô bình tĩnh nghe tôi nói nè. Con của cô vẫn an toàn. Cô nghe lời nằm xuống nghỉ đi nha. Thùy Dương nói với Lý Hương. Đôi mắt cô ta đảo qua đảo lại rồi nói: Nhưng mà con tôi đang ở đâu? Sao tôi không thấy nó vậy? Bây giờ tôi sẽ đi lấy nó về. Nó đang ở trong phòng cách ly rồi nha. Cô chịu khó nằm xuống đi. Buông mấy lời nói dối để gạt Lý Hương bình tĩnh lại, cô ta ngoan ngoãn nằm xuống giường, kéo cái chăn đắp ngay ngực rồi nhìn lên trần nhà. Nó khỏe không vậy? Con tôi đó. Khỏe. Nó vẫn khỏe mà. Khỏe cái con mẹ gì? Nó chết rồi. Nó bị Thái Hà bắt đi rồi. Thằng Hiếu tiến vô phòng rồi hét ầm lên. Lý Hương như bị kích động hét lớn hơn nữa. Tao muốn ra khỏi đây. Đưa chìa khóa xe cho tao. Bảo Lâm quay sang đánh cho thằng Hiếu một cái đầu điếng. Mày im đi. Tao không im á.
đến nước này mà mày còn giấu giếm gì nữa hả? Tao muốn đi khỏi đây. Tao sẽ ra khỏi đây cho bằng được. Một cái đấm nữa được tung ra, Hiếu choáng váng té ngược về phía sau rồi ôm đầu đau điếc. Lúc này Bảo Long quay sang ôm Lý Hương và nói: Em bình tĩnh đã. Anh biết con mình đang ở đâu. Bây giờ anh sẽ đi mang nó về. Anh hứa với em, anh thề với em đó. Mày lừa tao, chúng mày lừa tao. Con tao đâu, nói đi, con tao đang ở đâu? Hương à, em bình tĩnh lại đi em. Con tao đâu? Con tao. Em tính làm gì? Em không được đi đâu. Tao sẽ đâm chết con quỷ cái đó. Tao sẽ đâm chết nó. Sao nó dám cướp con tao? Nói cho em biết đi. Em biết rồi. Nếu mà em biết, em sẽ ngoan ngoãn đợi anh mang con về. Anh nói cho em biết đi. Em hứa nha. Anh sẽ nói cho em nghe sự việc. Nhưng mà em hứa là em phải ngồi yên ở đây nha. Em hứa mà. Đứa bé bị bắt xuống hầm mộ. Em ngoan ở đây đi. Anh với mọi người sẽ đi cứu nó về. Bảo Lâm kề sát tay vợ rồi nói nhỏ tránh cho mọi người bên ngoài nghe thấy. Nhưng bỗng nhiên Lý Hương xô mạnh anh té vô người Thùy Dương, rồi chợt cầm con dao mổ ai để sẵn trên bàn một mạch chạy ra ngoài. Cản cô ấy lại, cản vợ tôi lại giùm đi. Không kịp nữa rồi, Lý Hương đã đi xuống hầm mộ. Thùy Dương và Bảo Lâm vội vàng chạy theo sau người mẹ bấn loạn vì mất con. Mọi người ở lại đóng chặt cửa, ở yên trong này nghe chưa, tuyệt đối không được đi ra ngoài. Không ai hiểu chuyện gì nhưng cũng làm theo lời của Thùy Dương. Mọi người nhìn ra thì thấy ba cái bóng người đang khuất dần trong bóng tối của ngôi nhà vắng. Lúc này, thằng Hiếu chập choạng tỉnh lại. Nó vùng hết sức bình sinh dùng thanh sắt đánh ngất người tài xế để lấy chiếc chìa khóa xe. Mấy người có đi chung với tôi không? Hãy ở lại. Ở cũng chết, mà đi thì có cơ hội sống đó. Nhưng mà cậu anh rể cậu, bác sĩ Dương, cái chị cậu nữa. Hiếu nhăn mặt một lúc rồi nói: Không còn thời gian đâu, tụi mày không nhẫn tâm á thì tao đi trước, ở lại chết á ráng mà chịu. Dứt lời, Hiếu bước ra ô tô khởi động máy rồi trả số lùi thẳng ra cửa. Hắn bẻ lái về phía cửa nam thì bất ngờ cái xe chớp máy và trước mặt hắn có ai đó đang đứng. Hình như cái bóng người quen thuộc này chính là Thái Hà. Cánh cửa miếu thờ được mở ra bởi Lý Hương, theo sau là Thùy Dương và Bảo Lâm. Chưa xuống đến hầm mộ nhưng mà mùi tử khí đã sộc lên nồng nặc. Dùng đủ mọi lời nói để ngăn cản vợ, nhưng cô ta nhất quyết không chịu. Cô ta nằng nặc dù bên dưới kia có cái gì đi chăng nữa thì cũng nhất định phải xuống để cứu lấy đứa con. Thấy không thể làm vợ đổi ý nên cả hai người họ đành cho cô đi cùng. Bước vào cái hành lang lớn, dùng đèn pin dò dẫm vì trong này tối đen như mực. Có cái cầu thang đất bên tay phải chính là lối dẫn xuống bên dưới. Ở đây, đây, có phải lối này không? Nó đó, thằng Hiếu nói là có đúng một lối xuống thôi. Cả ba nhìn nhau và rồi thì Bảo Lâm dẫn đường. Theo lời kể của thằng Hiếu thì hầm mộ có tổng cộng 3 tầng với kết cấu hoàn toàn bằng đất và được chống bằng đá. Không hiểu sao cách đây 40 năm người ta chỉ mất có 2 tháng để xây dựng một công trình thế này. Nhưng điều đó hiện tại không còn quan trọng. Mà giữa một không gian tối như vậy, biết tìm đâu ra đường mà đi xuống. Xuống đến tầng 1, Trì Dương ngóc đầu đưa đèn pin soi sâu xuống thì thấy ngay tầng cuối cùng có ánh đuốc sáng lên. Chính là cô ta đó, cô ta đang ở dưới. Vừa nói vừa bước đi trong mùi tử khí nồng nặc. Dọc đường Thùy Dương để ý thấy có mấy cái bao vải được may bằng tay, chất chồng hai bên đường. Có lẽ Lý Hương và Bảo Lâm không biết bên trong đó chứa cái gì, nhưng riêng cô thì cô biết quá rõ. Bên trong đó chính là xác người chết trong thôn Thượng Hà được lão Lý kéo vào đây. Lối đi thật sự rất khó vì nằm dưới lòng đất. Rễ cây đâm ngang đâm dọc chằng chịt che mất tầm nhìn. Dù có đến 2 cây đèn cờ lớn cũng khó thể nào mà nhìn thấy rõ được. Không gian nơi này hệt như đi xuống 18 tầng địa ngục. Cứ qua một tầng
thì mức độ kinh hoàng của nó lại tăng lên một bậc. Thần kinh con người dù can trường cứng cáp tới đâu, nhìn thấy cảnh sát người trong bao tải nhan nhản bên đường, tiếng mấy loài máu lạnh trường qua trường lại, chưa kể cái mùi tử khí ôi thối bốc lên hòa quyện vào từng hơi thở, thì cho dù là ai cũng phải khiếp sợ. Xuống dưới tới tầng 2 thì là chi chít mộ phần. Trên mỗi một gò đất là một cây cọc gỗ báo hiệu: ở đây đã có người được chôn cất. Chắc Lý trưởng thôn đánh dấu để tránh đào nhầm mộ đã có chủ. Vì đợt đó theo lời ông kể thì chính tay ông ta phải di dời mấy chục thi thể vào đây cơ mà. Tầng 3 thì chỉ còn có cách mấy bậc thang. Bên dưới này đã được ai đốt đuốc sẵn rồi. Mọi người có thể nhìn rõ một khoảng đất có mấy bộ xương khô đang vây quanh một cái quan tài, đúng như lời thằng Hiếu kể. Nhưng nắp quan tài đã được đậy lại. Con ơi, con ơi! Lý Hương chạy xuống dưới, nhìn khắp xung quanh nhưng vẫn không thấy có đứa bé nào hết. Cô ta hoảng hốt la lên: Con ơi, con đâu rồi? Mẹ, mẹ tới kiếm con nè. Thái à, con quỷ cai mày giấu con tao ở đâu? Bảo Lâm và Thùy Dương thì cẩn trọng liếc xung quanh để cảnh giác, chỉ sợ rằng Hắc Nương đang núp ở đâu đó trong bóng tối mà bất ngờ lao ra. Nhưng xung quanh hình như không có người nào khác. Thùy Dương, có khi nào á là mình nhìn nhầm không? Không thể nào mà nhầm được. Em thấy rõ ràng Thái Hà đứng đây á với cái xác của ông Lý trưởng thôn treo cổ lòng thòng cơ mà. Nhưng nhiều khi do em bị ảo giác thì sao? Con ơi, con tôi đâu? Con tôi đâu rồi? Không thể. Anh xem đi, ai thắp đuốc ở chỗ này cơ chứ? Lý Hương chen vào: Con ngã đó, hay là nó đi ngược lên trên lầu rồi, hay nó giấu con tôi ở chỗ nào khác? Tội gì cô ta phải làm vậy cơ chứ? Tôi không còn biết. Trả lời con cho tôi, con tôi đâu? Sao có người nói con tôi dưới này cơ mà? Em bình tĩnh lại đã. Thùy Dương, em giúp anh một tay nạy cái nắp quan tài ra. Biết đâu được. Thùy Dương và Bảo Lâm mỗi người một đầu hất cái nắp quan tài. Nó nhẹ lắm vì gỗ mục bớt rồi. Phần nữa là lần trước khi thằng Hiếu vào ăn cắp con dao vàng đã nảy sẵn ra. Và rồi sau đó, ngay khi nắp quan tài bật mở, cả hai bất ngờ giật ngược về sau khi thấy bên trong chính là cái xác của Lý trưởng thôn. Gương mặt xanh xám, đôi mắt mở to và cái miệng há hốc. Thùy Dương quay mặt lùi ngược về sau để tránh không nhìn thấy cảnh tượng kinh hãi này. Bảo Lâm nói: Em sai rồi, Thái Hà không có ở đây, đứa bé cũng không có ở đây. Không, em vẫn cảm thấy là đứa bé có ở đây. Chỉ là do em mộng du thôi, em tự lừa dối bản thân mình thôi chứ em không thấy hả? Không có ai ở đây ngoài chúng ta hết. Không, chắc chắn là không. Em tin vào cảm giác của em tin là như thế. Tất cả những giấc mơ của em đều đúng hết rồi còn gì. Chính Nguyệt Nương đã báo mộng cho em. Anh phải tin em, tìm kỹ lại đi. Em thật sự không tỉnh táo, em im đi. Lý Hương nãy giờ đang ngồi khóc bèn lên tiếng: Cô phải nhớ, cái con Thái Hà nó không phải là người, nó là Hắc Nương. Chính nó báo mộng cho cô đó. Không phải đâu. Lý Hương nói đúng, em bị điên rồi. Thùy Dương đứng chết trân vì mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Không gian im lặng một cách đáng sợ. Thùy Dương bỗng bước về phía của Bảo Lâm. Anh nhìn cô, đôi mắt cô lộ rõ một sự bàng hoàng đến đáng sợ. Thùy Dương nắm lấy vai của Bảo Lâm, và rồi đôi môi cô nhấp nháy. Lý Hương, sao cô biết chuyện Thái Hà là Hắc Nương? Bảo Lâm giật mình quay sang nhìn người vợ đang đứng bên cạnh, thì bỗng dưng người Lý Hương trùng lên. Bởi vì tao chính là Hắc Nương. Dứt lời, cô ta rút ngay con dao mổ đang cầm trên tay đâm thẳng vào bụng của Thùy Dương rồi bật lên một tràng cười kinh hoàng. Chính tao là Hắc Nương.
một sự thú nhận kinh hoàng khiến cho Bảo Lâm bủn rủn tay chân. Anh khuỵu gối xuống bên cạnh Thùy Dương, hai mắt mở to nhìn gương mặt người vợ mình hằn lên những gân xanh gân đỏ quái dị. Thì ra chính vợ mình là Hắc Nương. Lý Hương, em ơi, em không phải Hắc Nương, em là vợ anh mà. Mày im đi, mày còn dám gọi con Lý Hương là vợ mày hả? Vợ mày đang nằm thoi thóp mà mày dám đứng tâm tình rồi ôn lại chuyện xưa cũ với con quỷ cái này. Chúng mày còn ôm nhau khóc lóc kể lại. Tao kinh. Đêm qua chính mắt tao thấy chúng mày ôm nhau, linh hồn của tao thấy chúng mày ôm nhau. Trong đôi mắt chúng mày chứa chan tình cảm, nó làm tao gai hết cả người, làm cho linh hồn tao phát tởm. Chúng mày làm tao nhớ đến con Nguyệt Nương, nhớ đến thằng Đăng Dương, cái lũ mèo mã gà đồng, giang phù giang phù. Còn Lý Hương vợ mày còn kia, mà mày dám vậy hả? Tôi không có, chúng tôi hoàn toàn không có gì với nhau hết. Mày còn dám chối? Chính mắt tao thấy, tao đứng bên cạnh chúng mày, nhìn chúng mày, mà chúng mày còn dám chối hả? Tại sao bà lại nhập vào người vợ tôi? Một tràng cười lớn phát ra từ cái miệng của Lý Hương. Con vợ mày thật ra nó chết rồi. Nếu không có tao nhập vô thì đáng ra nó đã giả từ cõi đời trong lúc nó sinh khó. Nhưng may cho nó là còn có tao. Tao nhập vô người nó để chi biết không? Để giúp nó trả thù. Cả tao và nó đều đáng thương quá mà. Cả tao và nó đều đáng thương quá mà. Tao hận. Tôi với Thị Dương hoàn toàn không có gì với nhau. Bà mau trả vợ tôi lại đây. Trả con tôi lại đây. Trả hả? Mày có biết, nếu tao xuất hồn ra thì con vợ mày chỉ còn là cái xác không hồn không hát. Nó chết rồi, chết trong lúc sinh non đứa con cho mày đó. Nhưng không sao, rồi vong hồn nó ở dưới chắc cũng sẽ được yên lòng thôi. Vì tao sẽ giúp nó, sẽ giúp nó kết liễu sinh mạng của chúng mày, sẽ đưa chúng mày về đoàn tụ, hai đứa súc sinh kia. Dứt lời, Hắc Nương vung cây dao toan ghim chặt nó vào đầu của Bảo Lâm, thì bất ngờ có tiếng động cơ xe ô tô nổ đùng đùng trên đầu, kèm theo tiếng gọi lớn. Chị hai ơi, anh chị ơi. Là thằng Hiếu, nó ba chân bốn cẳng chạy lại sát bên cạnh của Hắc Nương. Chị hai ơi, anh hai ơi. Thùy Dương, em kiếm được đường thoát ra ngoài rồi. Nhanh lên đi, theo em, không muộn bây giờ. Nó thở hổn hển, nhìn thấy cảnh tượng Thùy Dương đang nằm dưới sàn cùng với anh rể, còn chị hai thì đang đứng lăm lăm nhìn hai người đó. Thì nó tiến lại sát bên cạnh và hỏi: Ủa, chuyện gì đang diễn ra vậy? Chạy đi Hiếu. Chuyện gì, sao phải chạy? Chạy ngay đi. Hắc Nương quay sang nhìn Hiếu, đôi mắt đỏ ngọt trong thân xác của Lý Hương làm thằng Hiếu hoảng sợ luôn lại một chút. Ê, chuyện gì vậy? Chị hai. Bất ngờ, thằng Hiếu rút từ sau thắt lưng ra một con dao bằng vàng chém mạnh vào gáy của Hắc Nương, khiến bà ta thét lên rồi kinh hoàng nằm dãy dụa dưới đất. Chạy nhanh lên đi, còn ngồi đó làm gì nữa. Mặc dù không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng Bảo Lâm cũng đỡ Thùy Dương dậy. Trời Phật ơi, dù bị đâm nguyên con dao vào bụng nhưng áo cô vẫn không chảy máu. Ngay cái lúc đứng lên thì từ trong áo rớt xuống một miếng mặt ngọc dây chuyền đã bị vỡ tan tành. Em chỉ bị xây xát nhẹ thôi, vết chí tử đó trúng ngay miếng ngọc bội thấy à đưa. Còn đứng đó nữa, nhanh lên nó tỉnh lại giờ. Cả ba người bọn họ kéo lên nắp hầm mộ thì thấy chiếc xe ô tô đã đậu sẵn ở đó. Lên xe. Nhưng mà đã nói không có thời gian, lên xe. Hiếu khởi động xe. Mọi người cứ tưởng nó trả số lùi lại để ra khỏi cửa miếu, nhưng không. Nó nhấn chân ga tông thẳng
thẳng vô cánh cửa khép hờ trước mặt. Chính là cửa bắc của thôn Thượng Hạ, lối dẫn lên trên khu điện thờ bỏ hoang. Con đường trên này đã lâu không có người qua lại, nhưng do được lát đá cứng nên chiếc ô tô phóng đi một cách dễ dàng. Đến nơi, nó ra hiệu cho mọi người phụ nó xách cái ba lô đen được bọc kín vào bên trong. Cửa đã mở sẵn. Khung cảnh này đúng như những gì trong giấc mơ của Thùy Dương. Chính nơi đây cô đã được gặp Nguyệt Nương và được bà ta chỉ cho cách phong ấn Hắc Nương lần nữa. Thằng Hiếu dùng dao rạch bao, mở ba lô ra. Trong đó có rất nhiều hộp màu đỏ được nối nhau bằng dây điện chặt chỉnh. Cái gì đây Hiếu? Thuốc nổ tự chế đó. Ở đâu ra? Có thằng nào tính đi trộm mộ mà không chuẩn bị sẵn thuốc nổ không? Lắm lời quá. Với một tay á, kê xung quanh cái miệng giếng đi. Còn hai hộp này nè, để một đầu ở giếng, một đầu ở ngay hai cột chống xa xa. Nhanh lên. Mà có chuyện gì? Sao tao không hiểu gì hết? Thằng Hiếu vừa làm vừa thuật lại câu chuyện ban nãy. Câu chuyện lúc mà nó toan lấy xe bỏ trốn khỏi thôn trấn một mình. Khi vừa cho ô tô quẹo cua thì nó gặp Thái Hà. Cô ta đứng trước đầu xe ngay đúng lúc chết máy. Con quỷ cái kìa, mày tránh ra. Hiếu toàn bước xuống đánh cho Thái Hà một trận, nhưng không ngờ cô đã ra tay trước. Mày muốn sống á thì câm cái miệng của mày lại rồi nghe ta nói. Mày muốn gì? Mày tính đi đâu? Mày tính thoát khỏi đây hả? Mày nghĩ mày thoát được không? Không chết vì lật xe thì cũng bị con Hắc Nương nó hại mày chết. Mày nói gì? Tao không hiểu. Hắc Nương là sao? Là đúng cái thứ ma quỷ mà chính mày đã giải phóng trong cái miếu thờ đó. Con dao đó chính là thứ phong ấn ả lại. Mày trộm nó đi để cho ả ra ngoài. Mày đừng nói với tao là mày không suy nghĩ gì nha. Chính mắt mày đã thấy bao nhiêu người chết rồi còn gì nữa. Mày buông tao ra đã. Thái Hà thả Hiếu ra và bắt đầu nói. Con dao đâu? Con dao mày rút từ ngực ả ta ra đâu? Mày lấy nó đi rồi còn gì nữa? Mày bị điên hả? Tao lấy con dao lúc nào? Hôm đó chính mày tới phòng tao. Mày hỏi con dao đâu? Mày lấy đi xong mày còn hành hung tao. Bây giờ mày còn dám tráo trở hả? Thái Hà vùng tay tán mạnh lên đầu Hiếu làm nó tụt lùi về phía sau. Mày tỉnh chưa? Hả? Mày tỉnh ma túy chưa? Hiếu không phản ứng, đưa tay tát mấy cái vào mặt rồi im lặng. Hôm đó đúng là tao có tới tìm mày để hỏi con dao đâu, nhưng mày kêu là mày không biết. Tao bỏ đi chứ tao lấy con dao khi nào ở thằng điên kia? Lúc đó mày vừa chơi ma túy đúng không? Đúng không? Tao nghe tao hỏi, mấy hôm nay mày có thấy đứa con gái nào tự dưng chết đi rồi sống lại không? Có không? Hiếu ấp úng. Chết đi rồi sống lại? Làm gì có ai? Làm gì có? Mà khoan, có. Hình như là con chị tao á. Hình như là bà đó. Lúc bà đang đẻ tự dưng ngừng thở, rồi sau đó lập tức bà tỉnh dậy liền. Rồi giờ nó đâu? Sao tao không thấy nó trong phòng? Bà với anh rể tao nè, cùng Thùy Dương đi xuống hầm mộ tìm đứa con rồi. Sao chị tao kêu mày bắt con bà đi mà? Mày nói sao? Thùy Dương, Bảo Lâm đi xuống dưới cùng với con Lý Hương. Phải rồi. Thái Hà gương mặt lộ rõ vẻ hoảng hốt, đôi mắt đảo qua đảo lại rồi nói. Mà có làm sao không? Mày muốn biết gì? Hiếu, mày nghe kỹ lời tao nói đây, thấm từng chữ một nghe chưa? Thứ nhất, mày phải quay lại phòng tìm con dao, tìm cho bằng được con dao, rồi cả đống thuốc nổ mày giấu dưới gầm giường nữa. Cho thuốc nổ lên ô tô chạy thẳng vào trong miếu thờ. Chắc chắn bọn họ đang trên đường xuống dưới tầng hầm sâu nhất của hầm mộ, chỗ có cái quan tài đó, mày nhớ không? Tao không biết mày bằng cách nào dùng con dao đó chém chết con chị mày. Mày bị điên hả? Sao kêu tao giết chị tao? Nó không phải là con chị mày, nó chính là Hắc Nương. Con chị mày thật ra đã chết rồi. Nếu không tin tao, mày cứ đứng nhét con dao ở đâu đó. Khi đứng gần con chị mày, con dao sẽ tự động rung lên. Lúc đó quyết định thế nào thì tùy mày. Rồi sau đó thế nào nữa? Mày muốn tao làm gì? Sau khi chém chết Hắc Nương, ả không chết đâu nhưng tạm thời sẽ ngất đi. Mày đưa hết mọi người lên trên điện thờ cửa bắc. Vào trong đó,
đặt đống thuốc nổ của mày sao cho khi kích phát có thể nổ banh cái miệng giếng và sập luôn cái điện thờ là được. Mà sao mày biết tao có thuốc nổ? Tao thấy ngay từ đầu, ngay lúc mày vừa ăn cắp được con dao á, trở ngược ra ngoài trên vai đeo cái ba lô đen. Ăn trộm mộ không là thuốc nổ chứ lại gì. Không nói nhiều, mày nhớ lời tao nói chưa? Rồi sau đó, sao nữa? Lắp xong á, tao kích nổ luôn đúng không? Không, sau khi mày lắp xong thì chờ đi. Chờ gì mới được? Chờ cho Hắc Nương tới. Nhớ, mạng sống của mọi người tùy thuộc hết vào mày. Nhanh đi. Nghe tới đây, Thùy Dương mới nghiệm lại lý do vì sao Hắc Nương lại chính là Lý Hương. Ban đầu cô cứ tưởng người bị nhập là Thái Hà, nhưng nghĩ kỹ lại thì đúng là không phải. Lý Trưởng Thôn có nói, khi một người chết đi trong lòng còn mang nhiều oán hận mà còn được chôn không đúng phong thủy, chôn trên mảnh đất bị nguyền rủa thì xác sẽ trở thành Hắc Thi. Hắc Thi sau khi hại đủ người, tích đủ oán khí có thể nhập trở lại xác của mình hoặc xác của một người nào đó vừa chết trong vòng 3 tiếng để trở lại dương gian đường đường chính chính. Rõ ràng lúc đó nhịp tim của Thái Hà đã tăng cao, nhưng cô ta chưa chết, còn Lý Hương mới đúng là ngừng thở thật. Nhưng còn việc Thái Hà, cô ta là ai? Vì sao lại đến đây? Mà vì sao lại bí ẩn thoát hiện như thế? Cả về con dao, sao cô ta lại có thể rành rọt đến như vậy? Thân phận thật sự của Thái Hà là gì? Cái con dao này á, là di vật mấy đời nhà cô ta. Theo lời của một bà thầy đồng ở trong họ hàng nói là vận mệnh bắt buộc đích thân cô ta phải đi tìm được di vật của tổ tiên về cho bằng được. Chưa ai kịp hỏi thì thằng Hiếu đã lên tiếng giải thích. Nó vừa lắp xong dây kiếp kích nổ và tất cả các nơi trọng yếu, đặt con dao lên trên miệng giếng rồi ngồi phịch xuống đất. Thái Hà nói với cậu vậy hả? Ừ, cô ta nói vậy đó. Giờ xong rồi thì làm gì nữa đây? Ngồi đi. Để làm chi? Ngồi chờ Hắc Nương tới. Thùy Dương quay sang nhìn Bảo Lâm. Nãy giờ đôi mắt anh như người lạc thần. Cô hiểu được anh đang nghĩ gì. Cũng cái câu hỏi ban nãy khi Bảo Lâm hỏi cô, nếu lấp miệng giếng lại phong ấn Hắc Nương thì người bị nhập xác có phải sẽ chết cùng đúng không? Bảo Lâm nãy giờ sau khi nghe xong câu chuyện không nói lời nào, chỉ yên lặng ngồi đó như cái xác không hồn. Chắc anh đang nghĩ, tại sao không phải là anh mà lại là vợ anh cơ chứ? Lại là con anh gánh kiếp nạn này. Giả dụ như phong ấn thành công, anh thoát khỏi nơi này bình an, nhưng khi trở về thì sống phần đời còn lại thế nào đây? Có tiếng con nít khóc vọng về từ đằng xa. Tiếng oe oe của đứa nhỏ ập vào tai, ập vào trí não của cả bọn. Và sau đó một lời ru xa xăm như truyền từ âm ti. Mẹ ru con ngủ, mới chớm mùa thu, trời vừa âm u, mà con đã chết. Cánh cửa điện thờ bật mở, bà ta đến rồi. Hắc Nương trong bộ dạng của Lý Hương, cần cổ hằn nguyên một vết chém đã chưa liền da, tay đang ẵm đứa bé con, chính là đứa con trai của Bảo Lâm. Chúng mày tưởng lên tới đây là thoát được tao hay sao hả? Con ơi, trả lại con cho tao. Con mày, nó đâu phải là con mày. Mày đâu có cần nó. Hắc Nương, bà trả con tôi lại đây, tôi muốn làm gì tôi thì làm. Hắc Nương không nói gì, chỉ tiến về phía cái miệng giếng đen ngòm. Trời rất tối, bên trong chỉ có hai ngọn đuốc chập chờn cháy. Chính nơi này, ngày xưa lúc tao còn sống đã tự tay cắt cổ mẹ ruột của tao.
cũng chỉ vì bà ấy không tin tao. Không tin là chính cô Nguyệt Nương đã ra tay sát hại con gái đầu lòng của tao. Đến giây phút cuối cùng, giây phút tao mất hết tất cả, bà ta vẫn còn binh vực con quỷ cái đó. Bà điên rồi, chính bà giết con bà chứ không phải là Nguyệt Nương. Mày im đi, chính nó đã giết con tao. Không phải, chính là bà phát khùng nên mới giết chết con của bà. Bà luôn bị ám ảnh vì bà mãi đứng sau lưng Nguyệt Nương nên mới tự cho là Nguyệt Nương ra tay. Nhưng thật ra, chính là bà. Không phải, chính nó đã ra tay giết con tao hòng vu oan cho tao. Nó nghĩ tao bị điên, nhưng không, tao không có điên. Nó mới là đứa phát điên. Nó điên vì nó không chịu được cảm giác tao và chồng tao hạnh phúc bên nhau. Ngày xưa, chính nó đã giả nhân giả nghĩa nhường Đăng Dương cho tao. Nhưng tại sao đến khi tao và chồng tao lấy nhau thì nó lại lén lút, nó có thai với chồng tao, trong khi con tao vẫn còn nằm trong nơi cơ chứ? Tại sao? Dù cho chuyện có thế nào đi nữa, nhưng đứa bé đó nó là con bà, nó đâu có tội đâu Hắc Nương. Nó không có tội đâu mà sao bà lại giết nó chứ? Bảo Lâm hét lên, trả đứa nhỏ lại đây, bà gây nghiệp nhiều quá rồi, trả đứa nhỏ lại đây. Mày muốn đứa nhỏ đúng không? Mày đến đây mà lấy lại nó. Dứt lời, Hắc Nương đứng gần cái miệng giếng ném đứa con nít xuống dưới trong sự thảng thốt của Thùy Dương và Bảo Lâm. Cả hai chạy lại nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị bà ta dùng tay bóp chặt lấy cổ đến tím tái mặt mày. Thằng Hiếu thì hoảng sợ, đứng bên cạnh run như cây sấy. Hắc Nương quay sang nhìn nó, cười mang trợ rồi nói, đợi đi, rồi sẽ tới lượt của mày. Thái Hà! Thằng Hiếu hét lớn thì bất ngờ, có một bàn tay thò lên chụp con dao mà ban nãy Hiếu đặt sẵn trên thành giếng, rồi đâm một nhát thẳng vào bụng con Hắc Nương. Bà ta rú lên, người đó chính là Thái Hà. Nãy giờ cô núp ngay mấp mé miệng giếng, nơi có những gờ đá nhấp nhô phục kích sẵn chờ cơ hội để kéo bà ta xuống dưới như kế hoạch. Nhưng không may, khi Hắc Nương đau đớn ngửa người ra sau thì lôi theo cả Thái Hà đi cùng. Thùy Dương thấy vậy bèn chạy toan giữ người Thái Hà lại, thì vô tình bị kéo theo xuống dưới giếng. Lắp miệng giếng lại, anh chạy ra ngoài đi, để em kích nổ. Mày điên hả? Còn người nhà ở dưới mà, còn Thái Hà, còn Thùy Dương, còn cả chị mày nữa. Không cứu được bà Hương đâu, kiểu gì bà cũng phải chết thôi. Không, nếu vậy thì tao phải cứu con tao lên, thằng nhỏ còn sống mà. Cứu sao kịp mà cứu, cái con Hắc Nương nó mà tỉnh dậy thì chết mẹ cả lũ đó, đi nhanh đi. Mày buông tao ra. Ông mà không đi á thì tôi đi một mình á, tôi kích kiếp nổ thì cả ông cũng chôn xác tại đây đó. Có tiếng con nít khóc vọng lên từ chỗ đáy giếng. Bảo Lâm và Hiếu giật mình chạy lại rồi đem biên xuống thì bên dưới, Thùy Dương đang bế trên tay đứa bé trai. Con anh vẫn còn sống, nó vẫn còn sống. Thái Hà vẫn ổn, còn Lý Hương thì đang nằm ngửa với con dao cắm ngay bụng. Bảo Lâm, kéo đứa bé lên trước đi. Thùy Dương đặt đứa bé vào cái xô nước được nối với cái dây thừng. Đầu dây ở trên Bảo Lâm ra sức kéo, còn thằng Hiếu thì vẫn đứng trơ ra ở đó. Anh xin mày Hiếu, mày giúp anh, giúp cháu mày đi Hiếu. Mẹ kiếp nó, nhanh lên đi. Hiếu nhảy vào chụp lấy cái tay xoay rồi đưa đứa bé lên trên. Đứa bé trai trừng như nhộng vẫn an toàn, nó vẫn khóc oe oe. May quá, trời Phật ơi, may quá. Thằng Hiếu đón lấy đứa cháu, cởi áo khoác và áo thun quấn chặt mấy vòng xung quanh thằng nhỏ để giữ nó khỏi bị lạnh. Còn Bảo Lâm thì đang soi đèn pin cho hai cô gái mò mẫn đường lên. Thành giếng không trơn nhẵn hoàn toàn mà có mấy viên đá mấp mồ lồi lõm, tạo thế cho người ta làm bàn đạp mà bước lên trên. Đó là lý do vì sao ban nãy Thái Hà có thể đứng ở đó mà chờ sẵn. Cô nói với Hiếu rồi, nhưng dặn không cho Hiếu nói lại vì sợ hai người Thùy Dương và Bảo Lâm biết trước sẽ làm hỏng kế hoạch. Bảo Lâm đưa tay đón Thùy Dương lên trước và tiếp tục soi đèn để Thái Hà bước lên sau. Khi cô rút con dao di vật tổ tiên ra khỏi bụng cô Hắc Nương thì bắt đầu cho tay lên những phiến đá. Đang leo đến giữa đường thì bất giác,
Cái xác của Lý Hương mở mắt trợn trong, ngồi bật dậy tiến về phía cái thành giếng mà đuổi theo Thái Hà. Trời, nhanh lên, hát nương bà ta ngay phía sau kìa. Thái Hà quay đầu lại nhìn thì thấy xác người đàn bà đang bò bằng bốn chân, hệt như một loài quái tai, chân cẳng quắp queo co rút người lại trông vô cùng khiếp đảm. Dùng hết sức bình sinh, cô bám tay vào các gờ đá tiếp tục cố gắng thoát thân. Ngay khi nửa thân người vừa lên khỏi miệng giếng thì bất ngờ hắc nương nhảy sổ lên bám chặt lấy đôi chân cô mà lôi xuống. Tao giết mày! Thùy Dương và Bảo Lâm chộp được hai cánh tay của Thái Hà giữ lại. Tình cảnh lúc này là ngàn cân treo sợi tóc, vì hắc nương bà ta đang bám vào hai chân của Thái Hà, đùng đưa giữa khoảng không sát miệng giếng. Móng tay của bà ta dài nhọn cắm phập vào da thịt khiến cô đau đớn tột cùng. Thái Hà bật khóc. Buông tay nó ra đi, buông tay nhỏ đó đi, không hát nương á leo lên được á thì chúng mình chết hết. Thằng Hiếu đặt đứa bé xuống sàn rồi chạy lại cố gỡ tay của Thùy Dương và Bảo Lâm ra, nhưng họ vẫn giữ chặt. Chúng mày bị điên hả? Giờ này mà còn tình cảm gì nữa, liên quan đến sống chết đó, bỏ tay ra đi. Nếu mà chúng mày không bỏ đi á, tao sẽ đi một mình á, sống chết cái kệ mẹ chúng mày nha, đồ điên, bỏ ra nhanh lên đi, tao không có muốn chết đâu. Lúc này Thái Hà mới nhìn Hiếu và nói: Hiếu, cho tôi một phút. Chỉ một phút thôi. Dứt sau đó Thái Hà quay sang Thùy Dương và nghẹn ngào nói: Bỏ ra đi, bỏ tay chị ra đi em. Thùy Dương trố mắt với cách xưng hô của Thái Hà dành cho mình. Chị nói bỏ tay chị ra đi, không chúng ta lại lần nữa chết cùng bây giờ. Bỏ ra đi. Cô nói gì vậy Thái Hà? Không, nhưng quyết là tôi không bỏ ra đâu. Thái Hà nghẹn ngào nước mắt. Em bỏ tay chị ra, nhanh đi, chị không muốn chết cùng với em một lần nào nữa đâu. Nhanh đi. Sao chết cùng nhau hả? Cô nói gì vậy Thái Hà? Em có nhớ trong giấc mơ khi em thấy hình ảnh hai đứa bé gái bị cắt cổ tay nằm trên cái thùng gỗ trôi lềnh bềnh giữa dòng sông không? Đó chính là chúng ta của kiếp trước. Chúng ta là chị em, là con của Hắc Nương. Thái Hà nói rồi hướng mắt về cái thẹo dài ngay trên cổ tay trái, y hệt cái sẹo bên tay phải của Thùy Dương. Thảo nào lúc mới gặp nhau, chúng ta tự dưng đã thân quen một cách kỳ lạ. Cùng sở thích, cùng tính cách, cùng ngày sinh tháng đẻ. Những mối dây liên kết giữa chị em mình thì ra là nhân duyên từ kiếp trước. Ông trời trung rủ cho chị em mình kiếp này vẫn gặp lại nhau, ở tại nơi mà kiếp trước chúng ta cùng sinh ra và cùng lìa đời. Quả là kỳ diệu em nhỉ. Người con gái đứng bên trên vẫn siết chặt cánh tay của người đứng bên dưới, không nói một lời nào, nhưng đôi mắt thì đã chẳng thể nào ngăn nổi dòng lệ rơi. Chị không muốn phải nói cho em nghe về thân phận của chúng ta trong tình cảnh ngặt nghèo như thế này. Nhưng nếu bây giờ không nói, thì chẳng biết bao lâu nữa chị em mình mới có cơ hội gặp lại. Còn nhiều điều chị muốn nói với em lắm. Nhưng buông tay chị ra đi, để chị làm tròn bổn mệnh của chị. Tại sao đến giờ này thì chị mới nói? Tại sao? 40 năm trước, Nguyệt Nương biết sẽ có ngày này, nên khi bà quay về mới đớn đau cắt cổ tay thả bè trôi sông để chị em mình chết bên ngoài vọng nguyệt thôn. Vì nếu bà không làm thế thì không cách nào chị em mình sống mà ra ngoài được. Còn nếu chết trong vùng đất mẹ chúng mình nguyền rủa, thì linh hồn sẽ chẳng được đầu thai. Tất cả đều nằm trong sự sắp xếp của Nguyệt Nương. Cũng nhờ bà mà chị em mình mới được mấy ngày đoàn viên thế này. Cả hai chị em đều khóc nức nở. Vì sao ông trời lại cay nghiệt đến như vậy, đày đọa chị em cô đến tận hai kiếp người cơ chứ? Chị em cô có làm gì sai đâu, lỗi có phải của chị em cô đâu, mà sao vòng quay phận số nỡ lòng nào nhẫn tâm xé nát tâm can người ta như vậy? Hát nương mà ta đang bò lên kìa, buông ta ra nhanh đi. Không, không,
Không mà chị ơi, không mà. Thái Hà mỉm cười. Chiếc nhẫn chị đeo bên tay phải, giữ lấy nó đi. Mỗi lần nhìn nó, hãy nhớ đến chị nha. Em hứa, hứa với chị là đừng bao giờ bỏ nó đi. Thái Hà nhìn Hiếu như van nài. Cô ta chạy lại gỡ chiếc nhẫn nhỏ trên ngón tay phải của cô rồi cất vào trong túi áo. Còn Thùy Dương thì gật đầu lia lịa, nước mắt nước mũi giàn giụa tuôn rơi. Em cũng đừng trách mẹ. Chúng ta, tất cả chúng ta thật ra chỉ là nạn nhân mà thôi. Dứt lời, Thái Hà quay xuống miệng giếng nhìn Hắc Nương rồi nhẹ nhàng nói. Về thôi mẹ ơi, mẹ Nga ơi, con là con gái của mẹ đây. Hai cánh tay bên trên đã không còn giữ được người ở bên dưới. Thái Hà cùng Hắc Nương cả hai rớt trở ngược xuống cái giếng trong sự đau đớn của Thùy Dương. Cô hét lên trong xót xa khi Hiếu nhấn công tắc kiếp kích nổ, chính thức chia cắt duyên nợ chị em giữa cô và Thái Hà, âm dương đồi ngã. Hẹn gặp lại em gái của chị. Một tiếng nổ lớn đánh sập cái miệng giếng và cả cái điện thờ. Mọi thứ cứ thế rơi xuống sau lưng chiếc xe ô tô đang phóng hết tốc lực. Bên dưới đang cháy lớn. Dù trời mưa to nhưng lửa không biết từ đâu cứ ngùn ngụt bốc lên cao. May sau khi chiếc ô tô chạy về ngôi biệt phủ, thì đoàn người của sở y tế bao gồm bác sĩ Kiệt, y tá Hồng và cả người nhân viên mới tới đang đứng chờ sẵn. Tất cả dồn hết lên chiếc xe 7 chỗ rồi băng băng hướng thẳng về cửa nam thôn Thượng Hà. Hôm đó là ngày 15 Tây tháng 9 năm 2000. Một tuần sau, báo chí đưa tin về vụ cháy bí ẩn ở một cái thôn nhỏ nằm tít trên núi cao. Người ta lên điều tra nhưng chỉ thu về những tử thi cháy xém. Những người còn sống sót thì nói rằng thôn dân nổi điên tự đốt nhà, thiêu rụi mọi thứ, và bên cảnh sát cũng đồng ý với lời khai như trên và khép lại vụ việc. Mọi người nhanh chóng về và trở lại cuộc sống bình thường. Và sau khi lấy lời khai, Hiếu trao lại cho Thùy Dư chiếc nhẫn của Thái Hà kèm theo là một bức thư tay đã nhào nát. Chị gái gửi cho em gái. Lúc em đọc được những dòng này, chắc có lẽ em đã bình an vô sự. Còn chị thì chắc đang ở cùng với mẹ chúng mình. Không biết em đang như thế nào, chứ từ lúc chị còn nhỏ, chị thường nằm mơ thấy mình đang lang thang dạo chơi cùng một đứa bé trong một cái thôn rất đỗi xinh đẹp. Giấc mơ ấy vẫn theo đuổi chị mãi cho đến khi chị gặp em. Từ cái nhìn đầu tiên, chị đã biết chúng ta có mối duyên kỳ lạ. Những lần nghe em kể về Vọng Nguyệt Thôn, nơi chị em mình sinh ra ở kiếp trước, thì chị càng khẳng định chắc chắn rằng em chính là cô bé trong giấc mơ và là em gái của chị. Bởi vì chị cũng mơ về Vọng Nguyệt Thôn, về cái ngày Nguyệt Nương quyết định kết thúc cuộc đời chúng mình để mở đường cho chị em ta quay lại. Lúc biết chuyện, chị chỉ muốn nói với em ngay, nhưng có quá nhiều thứ ngăn trở chị thực hiện điều đó. Chị muốn một mình giải quyết mọi thứ để không lôi em vào mớ hỗn độn tiền kiếp, nhưng vẫn không cải được mệnh trời. Nếu hỏi chị có mơ ước gì hay không, thì chị ước rằng chị còn sống để nhìn em được nhận và làm chính thức ở bệnh viện em đã chọn. Được nhìn em thành hôn với người đàn ông xứng đáng. Được nhìn cháu chị ra đời một cách khỏe mạnh. Được ở cùng em khi chị em mình qua tuổi xế chiều. Và được em ôm trong vòng tay khi chị lìa xa cõi tạm. Em đừng buồn, vì chị sẽ luôn nhớ em, luôn nghĩ về em, dõi theo em và mong em thật hạnh phúc. Hẹn gặp lại em gái của chị. Vừa rồi Nguyễn Nguyễn mới đọc xong cho các bạn nghe chương cuối cùng trong phần 1 Vọng Nguyệt Thôn của bộ truyện Kinh Dị Câu Chuyện của Quỷ. Và bản thân mình đọc lại, thật ra là cái bản này các bạn, khi mà các bạn nghe như Nguyễn đã nói trong những cái video mà Nguyễn đọc lại cái bộ phần 1 này đó,
Thì khi mà các bạn nghe được nguyên văn Nguyễn viết, mà Nguyễn sẽ đọc lại toàn bộ nguyên văn như vậy, thì sẽ có những cái đoạn mà mình cảm thấy là nó là những cái đoạn vô cùng đắt giá luôn. Mà nếu như các bạn nghe ở trên kênh chính, kênh Nguyễn Nguyễn đó, thì chắc chắn là các bạn sẽ không nắm được đâu. Tại vì những bất kể một cái chi tiết nào khi mà Nguyễn đọc cho các bạn nghe trong phần 1, nó đều liên quan tới những cái phần sau hết. Và với cái việc mà đọc lại nguyên văn như vậy thì mình nghĩ là mọi người cũng sẽ dễ nhớ và dễ nắm bắt hơn. Với lại có một số những cái đoạn kiểu mô tả tâm lý nhân vật và những cái đoạn hội thoại đó. Và những cái đoạn hội thoại này thực ra là những đoạn mà Nguyễn viết rất kỹ, viết nhiều và kiểu cũng đặt tâm tư tình cảm của mình vào trong đó. Cho nên việc mà được thể hiện lại cái cảm xúc bản thân khi mình viết ra cho mọi người nghe thì nó cũng là một cái điều làm mình cũng tương đối là xúc động. Và nếu các bạn thấy video này hay ha, thì đừng quên nhấn like, share và quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn. Và các bạn cũng đừng quên comment ý kiến của các bạn bên dưới như thế nào ha. Chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi về những cái thắc mắc của mọi người. Và ở trong cái video tiếp theo thì Nguyễn sẽ đọc cho các bạn nghe chương đầu tiên trong bộ truyện Tang Trùng Tang của tác giả Hoàng Easy và Phạm Hoa. Và xen lẫn vào đó thì Nguyễn cũng sẽ đọc tiếp phần 2 trong bộ câu chuyện của quỷ này cho mọi người. Cho nên là các bạn nhớ nhấn vào biểu tượng cái chuông ha. Mỗi khi Nguyễn ra video mới thì các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. Cảm ơn mọi người một lần nữa. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau.